trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Hôm nay là ngày thứ bảy, rất là ý nghĩa. Mình có thể trao những phần quà này đến cho những người thực sự khó khăn. Để buốt